Khoai lang, ông trên nướng khoai lang ngon lắm nha, nhìn về nhớ đến Việt Nam ăn khoai lang lùi ngon quá. Cho Hương mới, miếng, cho Andy miếng, mới trong lò đó. Thank you. Em này ăn khoai lang nướng đây nè, anh trên cho em miếng chị miếng nè, ngon lắm á. Cái đó là than hay củi? Củi thành than. Không, mình lấy củi mình đốt, chừng nào củi nó tàn là thành than chứ ai mà đi mua than. Mẹ rồi. Đây. Than người ta bán mà. Mình lấy củi á, mình đốt, chừng nào củi nó tàn rồi cái nó thành than, cái lấy than nó xài chứ mua than chi cho tốn tiền. Có cái cưa xuống cưa cây kia lên đốt kìa ông Trinh. Không biết cưa cây đâu. Trời đất ơi. Ông Lộc, ông Đậu đi đâu? Tắm rồi. Đi tắm hả? Đi tới chỗ nào tắm? Tới nhà thờ. Nhà thờ nào? Thờ đây nè. Ồ, nhà thờ đó là nhà thờ Đức Mẹ Tự Nương á hả? Tin Lành của Mỹ. Ồ, Tin Lành của Mỹ nó cho mình vô tắm hả? Nhưng mà có cái xe nó đến nó chở mình đi tắm mỗi tuần mà. Đâu? Đi bộ á. À, không, cái xe nó tới nó đậu cho mình tắm. Xưa ở đây giờ hết rồi. Chủ nhật á, giờ hết. Quẹt không, quẹt không. Hồi xưa hết rồi hả? Hồi xưa nó tới thư viện, nó cho mình tắm. Chủ nhật tới thư viện rồi. Bây giờ hết rồi. Tại sao vậy hả? Đông người quá mà hết sao quỷ nó không? À? Không phải. Thư viện không cho. Thư viện không cho nó tới cho nữa. Hiện giờ là ở Downtown San Jose có. Người ta nói ở đường McKee với lại đường gì á. Rồi bây giờ tới nhà thờ Tin Lành nó có cho tắm vô rầm rầm không? Hay là một người thôi? Một người từng người chứ. Rầm rầm tắm như heo sao trời ơi. Không, tức là mỗi ngày á, nó chỉ cho một người thôi hay mình tới đông nó cũng ok hả? Ồ, thứ tư, thứ năm thôi. Ồ, thứ tư, thứ năm nó mở cửa cho mình tới tắm. Mở cửa hai phòng cho mình tắm. Có cái xe giống hôm trước á, mà nó nhỏ nó kéo tới. Kéo tới là đậu chỗ đó. Ồ, như vậy tức là không phải là nó cho vô nhà thờ tắm, nó thuê một cái xe đến đậu ở đó cho mình tới tắm cái xe đó. Đậu ở nhà thờ á. Ừ, nó thuê xe nó cũng tốn tiền lắm á. Không. Làm từ thiện họ xin tiền á. Ờ, hồi xưa làm cái xe kia của nhà thờ hình như là có một đêm thôi 500 đồng á. Một ngày một đêm á, 500 đồng từ sáng đến 7 giờ tối 500 đồng. Không, họ cứ để đó, mình cứ tìm mình lên thôi à. Họ cứ có họ đậu đó, ai muốn đến tắm thì tắm thôi, từ sáng đến chiều. Đâu gọi anh đi, nãy nó nói đi cạo đầu cho nó. Phải chạy qua đó hả? Chào anh Thái nè. Sao không gọi nó qua đây? Trời ơi, đi qua cái tóc cho anh Thái. Làm cha làm chú không à? Ờ. Rồi bắt đi, cho miếng khoai lang nha. Dạ, cầm theo. Thôi một miếng thôi anh Lên ơi. Tới trời ông Trinh, ông cho khoai lang nướng. Khoai lang lùi. Chị à, cắt tóc không? Chị à, cắt tóc không? Cắt tóc không chị? Cắt tóc không? Ờ. Trời ơi, xuống suối vậy. Cắt tóc không? Thôi chị cắt tóc em dài lắm rồi. Nhưng mà em cắt em không thấy đằng sau. Sao em thấy được đằng sau? Dài thật. Dài thật rồi. Chị biết rồi. Chị biết rồi. Nhưng mà giờ để chị cắt cho nó thoải mái ngồi nghỉ ngơi. Chứ cánh ngược ra đằng sau mệt quá. Thôi, giống như mấy chị cắt đâu, mấy chị xuống đây lấy mấy người ông lét ra tập luyện nữa thôi được rồi. Chị đã tập một năm rồi nha. Chị cắt đẹp lắm rồi á. Chị cắt 20 cái đầu giả. Thôi được rồi. 50 cái đầu thiệt. Cắt sao tác đang dưỡng dài đó, cắt sao các anh thành tao chọc cái là không được rồi đó. Bây giờ 2 phây á. Thôi, 2 phây em tin đâu chị đâu. Đó, đó hai phây chị, hai phây nó để ông mày tập luyện cắt đó chị, hai phây nó đó phải không, đẹp thì... quá cha luôn hè chị. Trời ơi, cái gì cắt sao em không tin tưởng chị em hả, không muốn lên à?
Rồi em có cái không này. Không có đưa lên, không có đưa lên. Thì cắt tóc cho nó được không kìa? Do you want a haircut? Yeah. Yes, yes. Biết cắt mấy đèn không? Biết mà. How do you like it? Just like this and shorter. You know, fade? Yeah. Low, like a low fade. Okay, sure. Turn it this way. Ok, maybe this way. Mấy bà chị người ta không? Bà chị này kêu với mẹ luôn. Trời ơi, chị này đẹp quá chị Linh, muốn cắt tóc không? Kêu người ta giá luôn. Ok, alright, let me try. Thank you very much, thank you very much. They scare me, they said I may mess it up if I never cut very curly hair before. I may mess it up, they scare me a little bit. No. I want to bring it down to like a 1.5. Sao? Em đừng có làm chị sợ, em nói mess up thì kia chị lo lắng. Sao em không ngồi xuống cho chị cắt, em không tin tưởng chị về chung, em cắt chi cho nó cực khổ cái thân em. Chị em ngoái ra đằng sau em mệt lắm à. Thật không? Thiệt. Để chị cắt cho khỏe cho rồi. Dài lại. Hả? Em để tóc dài với lại mà. Thôi dài chi để chị cắt cho. Tại giờ mình có giống như gái để bây giờ nó thắt bính luôn. Trời đất. Muốn thành gái thắt bính luôn hả? Xong thấy nó đâu rồi. Ai nói nó ở tù nữa rồi. Bây giờ sao? Tập tới giờ, tập tới giờ thì sát giờ. Chồng tới giờ hả? Lo chồng cái tập tới giờ làm sao đẹp trai được ta? Rồi sát luôn đi cầm tập. Rồi lên đẹp trai gì nữa? Quá trời, làm cho chồng xấu càng xấu càng tốt. Sao? Càng xấu càng tốt. Sao rồi? Sợ con gái quá, ngày xấu là tốt hả? Quá tốt, lấy gái. Từ bị gái mà luôn đánh bại hôm nay mình cứ cái miệng về, mày về. Về làm gì cho mình ta về, nó bắt đầu ra, phải mày là xấu nữa. Không có mày gái xấu, xấu giờ ta về mà. Hey, anybody? Hey, your kid want to hack it for free. My daughter wants to hack it. Yeah, she got. So what happened to you? You got lost? Huh? What happened? Oh, I went to Vegas. Huh? I went to Vegas. Oh, they told you to leave? Huh? They told you to leave? No, I went to Vegas to visit my kid. Oh. I come back and I see then it's gone. What happened to your family? He said a cop took it. And he said a cop took it. And then my motorcycle was bought. He said, "Come to get the body." Look at him. Oh, wow, where are you staying at now? He said, "I heard he's living
RV with the black guy. Oh no. Yeah. I told I told him I give you I give you 6 months. My, I want a motorcycle on my hand. I give you I want to send to my motorcycle. So I give 6 months. I don't know what you do with it. Everybody lives in an RV. Yeah. Everybody. Yeah, Molly, you can tell us. Thank you. I want green. Okay, well, tell us. Thì cắt nít đường, cắt nít có nít đường. Sao? Có tóc nít đường. Có con gái nữa. Nó có ba má. Bốn đứa rồi. Ba ở đâu? Ba ở đâu? Có bà trên xe van á. Ba trong xe van. Sau lưng cái xe, sau lưng cái xe, xe vận tải kìa. Ờ. Bốn đứa con ở trong một xe van hiện tại. Còn có gái không thôi hả? Ba đứa gái, đứa trai. Ờ. Cái gì ba là mày nó thích nít đâu? Rồi con nít đâu mà tao không cho con như đứa con mà họ thấy tính đâu. Rồi. Do you want me to cut your hair of your children? Yeah. Bring them. Bring them. Nó nhà này hả? Bring all of them. Yeah. My son though, he wants to let his hair okay. Long. Only she wants to cut her hair. Okay. Mới ra nó khác mà mập nó bực mà khịch nó khác nó da nó ngâm nó khác nó khác kiểm dịch tôi ơi nhìn cái này cái cách nói chuyện nó khác xưa bỏ nó lý do xong rồi bỏ cái này tao biết đâu đi đi vào chị nhưng mà nó đi làm cái từ thiện là... em ơi hôm bữa nghe anh đi nói em bị xe đụng hả ba lần nữa một năm mình được ba lần mà lúc đó mình phải gọi insurance của mình á đèn chứ ở đèn hai là cái đường xe đầu tiên phải lại thứ nhì á cái đầu tiên chưa ngày xưa mà chưa lăn nữa chui đụng hai cái đường sáng sau đụng nữa hai chục người chưa đèn được đốt đòi được hai cái thứ cộng lại gần 400 ngàn rồi trời ơi 400 ngàn mà sao giờ ở đây em trời đi lên thằng lên Vegas đánh bài mua cái nhà cho vợ con trời đất ơi mua cái nhà cho vợ con thấy bao nhiêu nhà tiền vợ con rẻ lắm ông chú đúng lúc mình mới có tiền trong ông chú nó qua đời bà cô nó gọi lên xuống mà cô nó không muốn là bên em nó mày chồng chồng mày á anh em nó có tiền chồng chồng đây nó bán cái nhà vừa bán được cho vừa tặng hai chồng luôn cái nhà đâu cho anh chồng nó muốn bán cờ bạc kia đúng không cờ bạc các mấy bạn đó bảo lên tiền mai lên tiền đây bán để ở nhà trên núi đẹp úp vòng rồi những nhà như sân bay mà muốn nhà mà mày cho cả cái vé giá chung ở chung như vậy nói chú là ba chú tôi để lại đưa cho một số tiền cho chúng ta cũng làm còn nợ nhà băng nữa mẹ muốn bao nhiêu mua cái nhà hết bao nhiêu tiền mua nhà mà đem chúng ta trả tiền đưa tiền cho ông kia tiền mặt còn nợ tiền nhà băng á còn nợ khoảng gần 5 năm nữa là trả xong rồi bây giờ mình đưa mình muốn bao nhiêu bây giờ mình tính xong thì nói đi bây giờ mình muốn đưa mình bao nhiêu cái nhà đó thuộc được mình luôn trả tiền nhà băng luôn đi bây giờ mày đưa tao 150 ngàn đi như thế hả giờ mày làm mày nói hoài không làm ai vậy tao đưa mày 200 ngàn tao cho mày 150 ngàn nhưng mà mày không được ta cho mày với đứa con tao đó mày không được cản tao làm gì mà mày cản tao làm sao kỳ vậy đó cái nhà đó một mình tao đông rồi đó tao phải về tao đi sao ra lại làm như vậy mà tao có một mình mày tao về tao còn mấy đứa nhỏ đấy ba con nhỏ nữa mà vậy cái... là mua được cái nhà cho vợ con phải không dạ. Còn bao nhiêu đi Las Vegas thua hết rồi hả dạ. Trời đất ơi mình nói dối nó mình về xong chứ cái mày mua bây giờ về tao mua nhà cái giấy tờ xong rồi mày hỏi đi rồi coi tao về liền á đâu về đâu dạ, đi chơi vòng đồng không được đi đấy đó thắng ớt cũng may là còn mua cho vợ con được căn nhà thắng ớt được 2 tuần lễ đó muốn mua theo 2 tuần lễ tụt thắng khùng luôn á banh luôn cũng may là còn mua được cho vợ con căn nhà chứ nếu không chết rồi đâu em còn mình đã phải năm điểm cái nhà lại nó la quá trời luôn nó tao nghe mày về mà mình gấp nó tao về nhưng mà tao về nhưng mà nó mua hai người vợ nó mua mà tao bây giờ mày tao lấy tiền lại mà tao
nhà vẫn cũng vậy, nhưng mà bây giờ ta lấy một mới lại, rồi ta đào bây giờ cái nhà đó mình lại nhà băng, không chịu không? Tháng đâu chạy nhiêu đâu, tháng nào nhận như chạy khoảng 5 năm nhiêu. Nhà đó ở đâu em? Về gác. Ồ, về gác thì cũng không mắc lắm, khoảng 200 mấy, 300 ha. Không tới. Mấy hôm mà trả bà công chú già cái này rồi còn khoảng 5 năm. Một năm một tháng trả đâu nhiêu đâu. Tháng trả 300 mà bà nói à. Đây em nói cho mày đâu thì mày cho tao đưa mày 200 rồi mày đưa mày. Tao lấy 100 đi. Chú còn 200 mang cho mày đâu rồi tao này. Vậy là xong rồi đó hả? Dạ. Là coi như là nó đền em đầy đủ rồi hả? Đúng rồi, còn cái cuối cùng mình mới đụng rồi đó. Ồ, coi như là đụng 3 lần là đền. Dạ. Lần thứ 2 là em mua được như vậy. Còn lần thứ 3 thì chưa đền. Thứ 3 đang chặt nó hộp phần 380 ngàn. Đúng rồi, còn mình xuống nói gọi mình tầm rồi đó, sao tao nói. Nói bao nhiêu lần này, mày gọi lại, mà dưới năm dưới nửa triệu á. Mà ta file mày lên á, file mày lên là chỗ đó á. Cho mình nhiều cơ hội nhiều lâu quá rồi. Nó cần tiền mà mày cứ, mày gọi lại mày cứ, hỏi chứ được nửa triệu, chứ được triệu. Lần cuối cùng cái tao gọi. Lần cuối cùng này nó nói nó đèn cho em bao nhiêu? 380. 380 là quá trời rồi. Chưa trừ tiền, sư bác sĩ chưa trừ á. Để em hỏi, bây giờ tao mày ta nhận cái điều, tao lấy. Bởi người ta là bao nhiêu? Đấy, bởi khoảng 150, đập mát xuống khoảng 150 đó. Vậy hả? 150 mày nghĩ ta sống được bao lâu? Ta xài được bao lâu? 2 tuần không? Mày, ôi ôi, 150 mà xài cái 2 tuần là sang dữ rồi ta. Mày xài tiền hay là mày mang tiền đốt vậy? Tao cờ bạc, tao là đem mình cái gì? 400 ngàn rồi mình đòi cho tao 200. Ta chụp đợt, 200 mà mình chia tao, mình biết ta xài bao lâu không? Mình chia 2 tháng mà mày. Bây giờ mày nào, mày nói tao làm cái đâu. Nếu mà mày muốn đòi cả triệu cũng được, nhưng mà mày cho tao một năm đi. Mày guarantee không? Mày dám ký giấy mà guarantee tao một năm, cho một năm mà không tới 1 triệu là mày phải trả tao không? Cái đó không mày cho của nó không làm như vậy được. Thế thôi mày, một lần nữa mày gọi nữa là tao cho mày 3 tháng nữa. Mày gọi lại đó, tao nhỏ 3 tháng mày gọi lại không tới 1 triệu. Mày biết mày phải làm gì đó ta? Mày phải gọi tao. Đúng rồi, mày là em tung xe mấy lần là coi như phát tài luôn rồi, đừng có đi Las Vegas nữa. Trời ơi, cầm tiền bằng 100 ngàn, nay không kiếm bài chứ mày máu cờ bạc mà. Trời, bỏ vợ con được mà. Bỏ vợ con được mà bỏ đánh bài không được, cầm 100 mấy ngàn là phải đi Las Vegas. 100 mấy ngàn đâu có nhiều. Trời, trời ơi, nhiều rồi. Không bao nhiêu đâu. Không có bao nhiêu hết hả? Bao nhiêu, thắng nhiều lắm rồi. 5 cái bài nhiêu. Trời ơi, đôi thiệt hả? 5 cái bài à? Thì tao không biết chị Kiều không quay phim được đâu. Sao vậy? Tao sửa nhạc kìa. Ờ, trước chị tắt đi. Trước chị về nhà chị lọc qua. Cái gì nghe? Cái gì? Chị đâu có mở quay YouTube được. Đây nè, cảm ơn. Rồi, quay phim. Cảm ơn nè. Sơ gương có thử đẹp trai chưa? Cảm ơn nó mở nhạc. Ồ. Đẹp trai chưa? Trời ơi, cũng đợi. Cả chọc luôn hả? Đây, đi ha. Cả chọc đấy là đẹp không? Đúng, kỳ quá đều. Cảm sát luôn rồi ha. Rồi sung sướng luôn rồi em, sao cứ đem đi nát thôi gác nộp uống vậy? Trời ơi, ai cũng mừng vậy đó, cầm trên tay rồi đi. Khuôn cái rồi về khổ sở thấy không? Xong về nhà ở với bà xã, có nhà có cửa rồi đó. Đi lát thôi gác ở luôn. Rồi. Không thích sát thôi gác hả? Mấy bà đây bà gọi. Trời ơi, bà ở Las Vegas rồi bà ở đây nữa hả? Bà chửi họ chết rồi, bà chửi nhọn, chết rồi, bà lại giết nhọn với họ luôn hả? Mấy họ đây nói, cô con mình về thăm vợ nó phải. Mà để tao mà kiếm mày ở đó chứ, đi mà ở đó luôn hả? Ồ, vậy là bà ở Las Vegas là bà vợ lớn, còn mấy bà ở đây thì có mua nhà gì cho bà không? Chưa. Bà có biết không? Bà có biết là mua nhà cho bà vợ lớn không? Biết chứ, bà biết. Bà có nói gì không? Bà có nói gì không? Thế không? Sao bà hiền vậy? Bà hiền không, mình hứa rồi, không, tao không ngoại với bà nữa. Thì ok, tao cho mình mua được, bà cho bà. Tao không có tiền, tao không cần mày, tao không cần tiền mà cho mày nữa, không cần mình mua cho. Tao chỉ cần mày về đây, một ngày nọ, tao với con. Rồi mày tính xét cho mày làm cái gì? Ba ở đây, một
kia là bốn công tờ lẻ, mẹ mình chia đều ra hai mấy nhỏ kia mà đi. Vậy là mấy bà tất cả? Bốn bà. Mà chỉ có bà lớn mấy đứa con là được cái nhà thôi, còn ba bà này không được gì hết. Bà có bà nào kiện tụng gì không? Không, bà không kiện tiền bà thì sao không kiện đâu. Thế bà có nói tại sao không mua nhà cho bà, không cho bà tiền không? Có cho bà tiền không? Còn là cần bà cần nói gì? Em có bảo hello em ơi, em bảo em cho cũng mà họ mua tài sản tháng 2000 vậy, họ mua tháng 2000 mà tại chỗ này là biết mình ở đâu, ở đây thăm mình, họ biết mình ở là đường nào, là đường lúc ba lô bị luôn á, cái thằng này bị nhà tiền luôn á, ở ngoài đường ngồi với bạn này cái không nó dạ ơi, bà này bà kia nhà nhỏ, thường tiền quá hả? Bà này nó lạ đâu, thường tiền quá. Em nói mà, bà Trinh ra là mẹ hỏi ạ. Ra hỏi ạ. Bà Trinh ra là mẹ nụ ra đó. Rồi, có đẹp trai chưa? Dạ, sạch sạch ra gì? Sạch rồi. Đợi chút, để chị mua chút. Đợi chút. Hãy bà xếp mạnh mạnh. Hãy bà xếp bình vừa vừa đợi. Đợi, khoan nè.